Cái thứ ba thì nó sẽ là bài này. Đó. Thì cái bài thứ ba này thì trên Likon nó là bài hát. Nhưng mà thực ra thì nếu mà bạn nào chưa làm bao giờ thì nó sẽ là hát. Còn nếu mà đã từng làm qua rồi thì nó sẽ khá là quen thuộc. Thì ở đây thì mình thử trong cái array, và mỗi cái đoạn con mà độ dài k thì phải tìm max của nó. Chẳng như cái array 123 210 này, và với k bằng 3 thì ở đây mình phải cái đoạn con đầu tiên là 123 thì max của nó sẽ là 3, đoạn con tiếp theo là 232 max cũng là 3, đoạn tiếp theo là 321 thì max cũng là 3, đoạn con cuối cùng 210 thì max của nó sẽ là 2. Output là cái mảng chứa những cái max đấy. Thì bài này nó bài kinh điển về sử dụng sliding window kết hợp với stack, kết hợp với stack, chính xác là stack mà là fill hay double được fill để duy trì một cái max. Thì để xem qua thì mình xem qua thì có vẻ các bạn đều có hướng làm rồi, thì tức là các bạn đều đã từng làm qua cái dạng này rồi. Nhưng mà cài đặt thì để xem các bạn cài đặt như thế nào. Bài đầu tiên này, n là độ dài của array. Nếu mà array bé hơn k, array bé hơn k thì đối tượng rộng. Ok. Ra cái này không cần thiết lắm, nhưng mà ok. Cho cái luôn luôn check những cái trường hợp SK sẽ đã tốt rồi. Tạm cái stack là rỗng, ok, với tất cả các số từ k số đầu tiên thì mình nhét hết vào trong cái stack cell.push. Ok, push ai để đây là bạn push ngay cái giá trị của nó vào luôn đúng không? Ok, xem nào. Trong lúc độ dài của stack lớn hơn không, và cái phần tử cuối cùng trong stack này bé hơn element, thì mình pop pop cái phần tử cuối cùng ra khỏi stack. Ok, và stack sau đó thêm element đấy vào trong cuối rồi. Tiếp theo, kết quả của mình ban đầu khởi tạo là cái phần tử đầu tiên stack. Ok, thì nó sẽ là cái lớn nhất đúng không? Stack của mình ở đây nó làm cái deck như thế này. Mình có truy vấn trực tiếp vào index không được không, hay là mình phải dùng cái hàm front? Cái này các bạn kiểm tra nhé, mình không chắc lắm, nhưng mà nói chung là ý tưởng thì đúng rồi, tức là lấy cái front cái đầu tiên của stack. Ok, sau đó với y từ k cho đến cuối. Ok, xóa cái đầu tiên trong stack ra và cái bên trái trong stack ra, và sau đó push cái AI vào, và sau đó thêm kết quả. Và sau đó nhảy trong ý tiếp theo. Ok, ở đây time là on n, space là on length của stack. Ok, và trong worst case thì length của stack này nó sẽ là on n nhé. Nhưng mà ở đây thì có một cái mình hơi cấn, hình như là có vấn đề một chút. Bây giờ giả sử với một cái array, bởi vì ở đây lúc nào bạn cũng pop left như thế này, đang nghĩ xem nó có đúng hay không. Giả sử có một cái test như thế này đi. Giả sử có một cái test như thế này. 3, 1, 2, 4 đi chẳng hạn. Thôi nhớ thêm số nữa cho nó nhiều. 2, 4, 3. Và bây giờ cao của mình bằng 3. Thử xem đúng chưa nhé. Thì bây giờ mình sẽ phải chạy cái này. Đầu tiên là mình sẽ thêm k số đầu tiên vào đúng không? Và thì cái stack của mình bắt đầu nó là 3 này, thêm
tiên là 3, sau đấy thêm 1 vào thì nó vẫn là 3-1, sau đấy thêm 2 vào thì 2 này code của bạn đoạn này có vẻ chuẩn rồi thì nó sẽ vứt cái số 1 này đi thì nó sẽ là 3-2 đúng không? Thì cái sau khi thêm 3 cái số đầu tiên vào stack thì nó sẽ stack của mình sẽ như thế này. Sau đó thì bây giờ để set tiếp đến số 4. Số 4 tao quá. Bây giờ mình sửa cái này đi. Mình sửa cái này thành bây giờ mình sẽ sửa cái này thành số mấy. Thế nào nhỉ? Mình cứ để cái này là số 4 nhé. Từ được cái chạy từ số 4 xem sao. 4 thì bây giờ 4 nó sẽ pop cái hai cái ba này đi. À đầu tiên là pop 3 đúng không? Bạn sẽ pop cái 3 đầu tiên này trước. Pop cái 3 đầu tiên này trước. Và sau đấy cái stack của mình sẽ còn 2 và sau đấy thì các bạn sẽ so sánh 4 với 2 này và sau đó mình sẽ vứt pop cái 2 đi sẽ còn rỗng. Và sau đấy thêm 4 vào thì đến đây nó vẫn đúng. Sau đấy đến 3, đến số 3 thì bạn sẽ thực hiện ngay cái thao tác pop left này thì cái số 4 này nó sẽ bị pop ngay thì stack của mình bên nó sẽ là rỗng và sau đấy bạn ấy push số 3 vào thì bây giờ nó sẽ là 3 như thế này và sau đó bạn lấy cái phần đầu, từ đầu tiên của stack này làm kết quả thì như vậy nó sẽ không đúng vì nó sẽ cho ra 3 trong khi đáp án của cái đoạn con này nó phải là 4 cơ bởi vì mấu chốt ở đây là bạn đã pop cái số 4 này đi mất rồi. Pop số 4 ngay ở đây mà các bạn không check gì cả. Nên là cái đoạn này là nó sẽ có vấn đề nhé. Bạn này là bạn nào nhỉ? Bạn nào làm bài này đã hiểu vì sao nó sai chưa nhỉ? Tên được tên ok đúng rồi thì đúng ra là mình phải check cái index của nó thì cái này thì nó sẽ sửa nhé rồi bài này thì bạn chưa chưa hoàn thành nhưng cũng chưa rõ ý tưởng lắm nhưng mà counter thì có vẻ không 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 đúng hướng rồi. Thì ở đây nó mình sẽ phải dùng một cái stack và đấy như thế kia nhé như vừa rồi mình sẽ dùng một cái sliding window kết hợp với một cái rồi xem code này nào n deck ok bắt đầu là rỗng đi qua lần lượt các số từ 0 đến n trong lúc mà nó có phần tử mà cái phần tử đầu tiên của nó bé bằng y chữ k tức là nó đã ngoài cái window của mình rồi đúng không thì mình sẽ xóa nó đi ok sau đó thì trong lúc cái này khác rỗng và cái số hiện tại mà lớn hơn hoặc bằng số trước đó đúng không bởi vì đây mình tìm max cho nên những cái này mà lớn hơn bằng cái trước thì mình có thể vứt cái trước đi q.popback ok sau đó q.pushback y để cái số hiện tại vào thì ở đây phải dùng index như thế này là đúng rồi. Và sau đấy thì nếu mà đi lớn bằng k trừ 1 ok thì tức là đây là số thứ k trở đi đấy thì mới bắt đầu đẩy cái max tức là cái đầu tiên trong cái queue vào trong mặt kết quả ok thì câu này thì mình nghĩ là chuẩn rồi không có ý kiến gì cả. Ok được rồi xem bài này nào. L bằng 0, kết quả bằng rỗng. À, với tất cả với R lần lượt từ cái ấy này, ok. Nếu R lớn hơn 0 và trị tuyệt đối của R trừ 1 khác 1 thì L bằng R. Cái này là do em Đang... đang hiểu hồi nãy là em hiểu cái consecutive đó, là liên tiếp thôi À ok. thì Rồi rồi anh bỏ rồi. qua thôi Rồi rồi ok không sao thì bây giờ mình bỏ qua cái này nhé
Rồi thì bây giờ mình sẽ code cái này thì rồi, mình sẽ hàng của mình sẽ chạy chẳng bằng array và nó sẽ nhận vào một array và nhận vào một một ca đúng không? Thì bây giờ mình sẽ n là độ dài của array mình phải có một cái queue. Queue ở đây thì mình phải là một cái queue hai đầu, sử dụng cái deck đây gọi là D. Và sau đó thì mình sẽ đi lần lượt qua các phần tử từ đầu về đến cuối của array. Thì đầu tiên là mình sẽ push cái này vào trong cái queue này của mình, thì trong lúc mà kích cỡ của nó vẫn còn phần tử ở trong đấy. Và cái phần tử cuối cùng trong đấy mà nó bé hơn bằng cái số hiện tại thì mình sẽ xóa cái phần tử cuối cùng đi. Và sau đấy thì mình sẽ đẩy cái số y này vào. Và sau đấy thì mình sẽ cập nhật cái kết quả của mình. Thì ban đầu của thì bảo hiện tại là cái gì đấy rất bé, thì đây nếu mà y mà lớn bằng k chỉ một tức là nó đã có một đoạn độ dài k kết thúc ở y đấy, thì mình sẽ cập nhật kết quả với của đề phần phạt. Thì cái phần tử đầu tiên của cái queue nó sẽ là cái phần tử lớn nhất. Và sau đấy thì mình sẽ phải dịch chuyển cái window của mình sẽ cho bước tiếp theo, thì mình sẽ phải check in cái index ở đây nếu mà cái phần tử đầu tiên trong cái này nếu mà ở đây y lớn bằng k trừ một, tức là nếu cái này đã đủ thì k phần tử đấy. Và ở đây nếu mà cái phần tử đầu tiên nó chính là cái phần tử chia k cộng một thì mình sẽ xóa thì là mình sẽ xóa nó cái phần tử đầu tiên ra khỏi queue, bởi vì bây giờ nó đã cách cách quá xa cái phần tử hiện tại rồi, cho nên mình sẽ loại nó ra queue để chuẩn bị dịch chuyển cái window mà mình đi. Và cuối cùng thì mình trả về cái kết quả. Ok thì code nó sẽ như thế này. Thì đây là một cái ví dụ về một cái mình có một cái window sliding window và nó kích cỡ của nó cố định rồi, kích cỡ nó là k bằng cứ mỗi bước thì mình phải dịch chuyển. Thì khi dịch chuyển thì phải đầu tiên là thêm nó vào cho cái window của mình, thì thêm ở đây thì chính là thêm vào stack. Thì cái bước thêm vào monotonic stack này, monotonic queue này thì nó là cái bước thêm cơ bản rồi. Và sau đấy thì mình cập nhật cái kết quả. À đây quên mất, ở đây của mình phải trả về vector chứ. Vector thì mình phải lấy của đây chuẩn phân. Đó. Thì mình cập nhật cái kết quả của mình. Và sau đấy thì mình phải chuẩn bị để dịch chuyển sang bước tiếp theo. Thì tức là mình phải loại bỏ đi tất cả những thằng nào quá cũ. Thì ở đây nếu mà cái thằng đầu tiên của nó mà nó bằng y trừ k cộng 1 ý, tức là khi mình dịch chuyển đi thì nó sẽ lọt ra ngoài cái cửa sổ độ dài k, thì mình phải xóa nó đi. Thì mình có thể chạy thử một phát. Thì về ban đầu với cái input này là k bằng 3, thì ban đầu từ với y bằng 0 này thì nó sẽ là số 1. Thì trong cái queue của mình chưa có gì, thì sau đấy mình chỉ đẩy nó vào queue thôi, thì index của mình là 0 và cái này lớn bằng y trừ một. À, lớn bằng k trừ một chưa thì nó chưa, thì mình không làm gì cả. Sau đấy thì với y bằng một mình sẽ có cái số tiếp theo là số 2. Thì trong lúc cái queue này nó vẫn đang chưa rỗng, ok, và cái số cuối cùng trong queue này nó bé hơn bằng số tiếp theo thì mình phải xóa nó đi, thì sẽ pop cái không này đi, thì sau đấy nó rỗng rồi. Thì sau đấy thì mình push cái index mới này vào, thì mình sẽ push index 1 vào. Và sau cái này đã lớn bằng k trừ 1 chưa thì nó chưa, thì mình lại đi tiếp. Sau đấy với y bằng 2 thì mình có số 3 này.
thì mình sẽ kiểm tra xem đầu tiên là D, cái kêu của mình nó vẫn đang khá rỗng, và cái bách này của mình nó vẫn bé hơn bằng cái số hiện tại là 3, và cái số trước đấy nó là 2, cho nên mình sẽ pop cái này ra, và sau đó mình lại thêm cái số index mới vào là 2. Và sau bây giờ mình sẽ kiểm tra y lớn bằng k trừ 1 chưa, thì nó lớn bằng rồi, k bằng 3, y bằng bây giờ bằng 2 rồi. Mình sẽ cái mảng kết quả của mình sẽ thêm cái phần tử ở vị trí d chấm front này, thì bây giờ nó là 2 thì mình thêm array 2 vào thì sẽ là 3. Và sau đấy nếu d chấm front này mà bằng với y chia k cộng 1, y của mình là 2, y chia k cộng 1 đây cũng sẽ là 0, mà bên nó không bằng cho mình không pop gì cả. Sau đấy mình sẽ đi tiếp tiếp theo y bằng 3, y bằng 3 thì số của mình mới nó sẽ giá trị bằng 2, thì trong lúc d khá rỗng và cái này nó bé hơn bằng, cái này không đúng này, cho nên mình cũng sẽ không pop gì cả. Và sau đây mình sẽ push tiếp số tiếp theo vào 2, 3. Và sau đấy nếu y hiện tại lớn bằng k trừ 1, đúng không? Đúng. Thì mình sẽ thêm cái số ở vị trí này vào. Thì bây giờ nó sẽ thêm cái số index 2 vào, thì nó vẫn là số 3. Sau đấy thì nếu cái hiện tại mà nó cái d chấm front hiện tại là 2, mà y y hiện hiện tại là 3, thì nó vẫn không bằng, thì mình không phải có gì cả. Sau đó mình đi sang y bằng 4. 4 thì mình sẽ check là cái số 1 này, thì Q hiện tại vẫn không rỗng, và cái này nó bé hơn bằng không, thì nó không bé hơn bằng cho mình không pop gì cả. Xong mình push thẳng vào luôn 2, 3, 4. Rồi sau đó lại tương tự, thì mình lại lấy cái index 2 này và thêm bảng kết quả. Nhưng mà bây giờ mình check d chấm phân này, thì bây giờ nó bằng y chia k cộng 1 rồi, y mình hiện tại đang là 4 rồi. 4 trừ 3 và 1 cộng 2 thì nó bằng cái đi chấm phân này. Mình phải pop front, mình phải xóa cái 2 đi. Đấy, chỉ còn 2 phần tử 3, 4 thôi. Và sau đó thì mình đi sang y bằng 5 là cái số 0. Số 0 này thì mình lại check và nó cũng không phải pop gì cả. Và sau đó mình chỉ push cái đấy vào thôi, nó sẽ thành 3, 4, 5. Và sau đó thì mình thêm vào mặt kết quả của mình để cái phần tử index 3 thì nó sẽ là 2. Và sau đấy thì mình check xem có phải pop gì không, mình sẽ phải pop cái này ra, bởi vì bây giờ nó đã thành y chia k cộng 1 rồi, pop cái đấy ra. Và đến đấy thì hết rồi, đến đấy là kết thúc của mảng mình, và mình trả về cái mảng kết quả của mình nó sẽ là 3332, đúng như yêu cầu của đề bài. Ok, thì đấy là cái bài 3 này. Thì cái bài này nếu bạn nào mà chưa dành thì phải xem lại cái chủ đề đấy là Sliding Window và Monotonic Queue, vì đây là một cái bài kinh điển cho của cái dạng đấy. Ok, vậy thì đấy là ba bài của ngày hôm nay. Thì nói chung là ba bài hôm nay thì nó cũng chưa khó lắm, có một bài hát nhưng mà nó không không phải là quá khó. Thì trong thực tế nếu mà phỏng vấn ấy, thì trong phỏng vấn thì các bạn sẽ phải làm từ 1 đến 2 bài, thì nó có thể là hai bài medium, như bài 1, bài 2 là hai bài medium, hoặc là một bài medium và một bài hard. Thì trong lúc làm thì các bạn cũng sorry, trong lúc làm thì ngoài cái việc code ra thì các bạn cũng sẽ phải giải thích mình đang code đấy thì nó như thế nào, vì sao làm như vậy, communicate cái ý tưởng của mình với người interviewer, thì nó sẽ các bạn sẽ code nó sẽ chậm hơn một tí. Cho nên là thực tế thì nó sẽ chỉ phỏng vấn chỉ là làm khoảng 2 bài thôi. Ok, thì các bạn còn câu hỏi gì với mấy cái bài này không? Nếu mà không thì mình kết thúc buổi hôm nay ở đây. Thì buổi tiếp theo sẽ là của Tùng, thì nó sẽ rơi vào thứ hai, tối thứ hai, hình như là 8 giờ tối Việt Nam thì phải. Còn những cái tuần sau ấy thì nó sẽ là thứ 6 với thứ 7. Thì cứ buổi thứ 6 thì sẽ là 8 giờ đến 10 giờ, và thứ 7 thì sẽ là 10 giờ đến 12 giờ, bởi vì để tránh cái những cái lớp buổi tối thứ 7 ra. Ok, thì nhắc lại lịch học cho các bạn đỡ quên.
Vậy thôi, thì bữa hôm nay mình kết thúc ở đây nhé. Thank you mọi người đã tham gia và bye bye.